Hướng dẫn xem YouTube trên điện thoại Gratila 4G nhé. Đầu tiên thì anh em phải vào phần setting để đăng nhập wifi trước. Hoặc nếu mà không có wifi vào 4G thì quay lại cái video mình đặt trên kênh YouTube nhé để xem cách cài 4G. Đây mình hướng dẫn vào wifi này. Đây, đầu tiên là bấm OK để vào wifi, sau đó nhớ là kích vào show password để hiển thị mật khẩu. Vì dòng nắp gập nó gõ hơi phức tạp một chút. Bây giờ mình nhập mật khẩu. Đây nút xóa này. Số 1 thì mình nhớ, số 1 thì nó phím ký tự hơi dài nên là mình phải bấm từ từ rồi. Chuyển sang đây, nếu mà lặp lại hai số 1 nhớ phải bấm phím này để hoàn thành. Đây, số 1 tiếp này, chuyển sang hoàn thành này. Những cái số 4 hoặc số 2 hoặc những cái số khác thì bấm nó sẽ nhanh hơn nhiều. Rồi số 1. Đấy, bấm quá tay là nó bị mất, phải bấm xóa đi. Rồi, bấm chuyển sang. Đăng này, đăng tiếp. Connect. Đấy, sau khi kết nối wifi xong, anh em vào mục browser. Chuyển xuống dòng thứ tư là web search. Ví dụ mình muốn vào YouTube xem phim này, mình sẽ gõ là youtube.vn này. Rồi, bấm đăng để kết nối. Đây là khi ra màn hình chính của YouTube ở trên nắp gập. Thường thì khi mà mình vào YouTube thì cái con chuột này nó sẽ tự nó ra. Con chuột màu đen này thì mình sẽ dùng các cái chữ số ở dưới một từ 1 đến 9 để mình di. Bình thường mình di thôi. Khi mà mình muốn bấm thì mình nhấp hai lần thì nó sẽ là bấm vào bên trong. Còn nếu mà trường hợp nào mà không xuất hiện cái con chuột màu đen này thì anh em có thể giữ phím F3, hoặc là giữ mình cứ dò mình mò từ từ phím 1 2 3 4 5 6 mình cứ dò mình bấm xem khi nào mà nó ra được cái con chuột màu đen như thế này. Đấy. Thì là ok. Đấy. Đây xem YouTube rất là đơn giản thế thôi. Ví dụ bấm bỏ qua là nhìn này. Đấy, kích hai lần là cái nút đây này. Là nó bỏ qua. Còn ví dụ anh em muốn xuống thì anh em phải bấm cái phím này. Đấy, phím lên xuống để điều chỉnh video. Vì là lắp gập nó chỉ là Android tùy biến thôi, không phải Android hoàn chỉnh. Đây, ví dụ bấm này. Đầu tiên G chứ. Đấy, xong rồi bấm vào. Thế là được.